quả to 1-2 kg rồi cần chặn đọt nữa không à, vậy à, em Khánh thì giai đoạn mà quả mà 1 kg đến 2 kg rồi đó là trên 80 ngày rồi thì cô gì chú bác cũng nên dìu đọt đi chặn nhẹ và dìu đừng vội vàng thả tại sao mà không nên thả nếu như cô gì chú bác mà thả nhiều á thả thì nó làm cái câu chuyện ở đây đó là nó bị cạnh tranh dinh dưỡng với đầu đọt cạnh tranh dinh dưỡng với đầu đọt thì đầu đọt nó lấy nhiều dinh dưỡng thì trái nó bị ít lấy ít dinh dưỡng đi nó làm cho cái việc mà giật hậu nó trái rất là nhiều trái nó không đạt chất lượng à, nó xấu trái à, đúng không ạ mình để cho nó đi nhẹ nhàng để tập trung dinh dưỡng để cho nó nở học nó đầy học và hơn nữa một cái yếu tố mà đặc biệt là tây nguyên mình á đặc biệt là tây nguyên mình nhá cô gì cho bác nhá đó là giai đoạn mà trái sáu bảy mươi ngày 80 ngày hoặc thậm chí 90 ngày 100 ngày đó là mưa nhiều mưa dầm rất là nhiều ánh sáng yếu ánh sáng xuống làm cho cây trồng bị thiếu dinh dưỡng mà trong khi đó các bác để cho cái việc mà nó cung cấp À, cái giai đoạn mà trên 80 ngày rồi thì nó không dụng được nữa nó không dụng được nữa nhưng mà cái dinh dưỡng à, cây trồng nó tổng hợp được bao nhiêu thì à, thì gần như là nuôi, nuôi đầu đỏ hết thì nó làm cho cái việc mà không lên cơm này à, hộc học nó không nở này nó trái nó giật này à, nên là dìu nhẹ nhàng chặn nhẹ nhàng à, có thể 5 ngày chặn nhẹ nhàng dùng em cánh